Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại channel Quả Thơm TV. Thì trước mặt quý vị các bạn đó là một cái cây bonsai mai chiếu thủy ha. Bonsai mai chiếu thủy dáng bay. Cây này thì hình như nó vẫn còn thiếu tàn chia tí xíu thưa quý vị các bạn, cây mã số 01. Thì quý vị các bạn nào mà thích cái cây mã số 01 mai chiếu thủy này thì cứ comment phía bên dưới cho Quả Thơm mình nha. Đây là cái mai chiếu thủy ha. Cây này thì cũng không to lắm, cũng nhỏ thôi thưa quý vị các bạn ha. Và nó nằm trong một cái chậu cổ rất là đẹp nè, nằm trong một cái chậu cổ rất là đẹp. Thì chiều cao của mai chiếu thủy này khoảng 40 thưa quý vị các bạn, tàn bay nó cũng khoảng 50 á, tàn bay của cái mai chiếu thủy này khoảng 50 ha. Hoành gốc thì cũng nhỏ thôi chứ cũng không lớn lắm, nhưng bộ rễ thì cũng khá là đẹp thưa quý vị các bạn. Thân thì uống lắc cũng rất là nghệ thuật thưa quý vị các bạn. Tiếp theo thì Quả Thơm mình mời quý vị các bạn chúng ta thưởng thức tiếp một cái nghệ thuật bonsai nữa. Cây này là cây linh sam thưa quý vị các bạn, cây bonsai linh sam. Cây này là mã số 2 ha. Thì các bạn nào thích cái cây linh sam mã số 2 này thì cứ comment phía bên dưới nha. Cây linh sam này để có hai thân nè. Linh sam nó có hai thân thưa quý vị các bạn. Linh sam có hai thân ha. Tổng thể nè, rất là đẹp thưa quý vị các bạn. Thì chiều cao của cái cây linh sam này nó khoảng 2, 4, 6, khoảng 80 thưa quý vị các bạn. Chiều cao của cây linh sam từ mặt chậu khoảng 80 ha. Chậu bề ngang của chậu 2, 4, 50 nè. Chiều dài của chậu khoảng 50. Chiều ngang khoảng 40 thưa quý vị các bạn. Cây linh sam số 2 ha, có hai thân. Gốc của nó này cũng khá là đẹp thưa quý vị các bạn. Cũng có phần lũa. Cũng có phần lũa. Hai thân. Hai thân phu thê quấn vào nhau thưa quý vị các bạn, rất là đẹp. Đó, quý vị các bạn nào thích cái cây linh sam mã số 02 này thì cứ comment phía bên dưới nha. Tiếp theo thì Quả Thơm mình mời quý vị các bạn chúng ta chiêm ngưỡng một cái cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này khá là cao. Cây mai chiếu thủy này khá là cao thưa quý vị các bạn. Tàn của nó nè. Cây này cao khoảng 1m6 tính từ mặt chậu thưa quý vị các bạn. Cây này cao khoảng 1m6 tính từ mặt chậu. Đó. Có hai thân ha, thân lớn và một thân nhỏ. Thì cây này là mã số 03. Quý vị các bạn nào thích cây mai chiếu thủy này á, có mã số 03 này thì cứ comment phía bên dưới để Quả Thơm mình sẽ gửi báo giá cho quý vị và các bạn. Thì cái hoành gốc của mai chiếu thủy này khoảng 50 thưa quý vị các bạn. Nhưng mà bộ đế của nó là nhìn rất là cổ và gồ ghề ha. Trồng trong một cái chậu tròn. Chậu tròn này đường kính khoảng 80 á. Thân của nó là thưa quý vị các bạn. Thân của nó nè. Nhìn rất là nhìn rất là nhiều nu thưa quý vị các bạn, nhiều nu lắm. Đó, dài lên trên ha. Bên đây có một cái thân nhỏ nữa nè. Đây một cái thân nhỏ tàn nhỏ nè ha. Đó, nhìn khúc khỉu rất là đẹp, nu rất là đẹp. Thì các bạn nào thích cái cây mã số 03 này thì cứ comment phía bên dưới. Quả Thơm mình sẽ gửi thêm thông tin báo giá cho quý vị các bạn. Tiếp theo thì mời quý vị các bạn chúng ta thưởng thức tiếp một cái tác phẩm bonsai cũng rất là đẹp và rất là nghệ thuật nè. Với cái mã số 04 thì quý vị các bạn nào thích cái tác phẩm bonsai cái mã số 04 này á thì cứ comment bên dưới. Quả Thơm mình sẽ gửi thêm thông tin báo giá cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn biết cây này là cây gì không quý vị các bạn? Cây này rất là lạ. Lần đầu tiên thấy bonsai cái cây này luôn là cây nhót thưa quý vị các bạn. Cây này gọi là cây nhót, miền Bắc thì nhiều, miền Nam với miền Trung thì là ít hơn. Nhưng mà cây này được tạo dáng bonsai, cái gốc của nó là thưa quý vị các bạn. Hoành có gốc nó khoảng 50 thưa quý vị các bạn. Hoành gốc cây này khoảng 50, chiều cao khoảng 2, 4, khoảng 60. Chiều cao khoảng 60 tính từ mặt chậu thưa quý vị các bạn. Trồng trong một cái chậu cũng rất là đẹp, chậu tròn rất là đẹp. Cây nhót nha quý vị các bạn, cây bonsai nhót ha. Đẹp ghê luôn á. Mã số 4. Mã số 4 cho cây này thưa quý vị các bạn. Quý vị các bạn nào mà thích cái cây bonsai nhót này thì cứ comment phía bên dưới nha. Comment phía bên dưới cho Quả Thơm mình. Thơm mình sẽ gửi thêm thông tin cho quý vị các bạn. Bonsai nhót.
À, trước mặt của quý vị và các bạn đó là một cái cây bonsai kim quýt với cái dáng đổ ha. Bonsai kim quýt với cái dáng đổ thưa quý vị các bạn, rất là đẹp. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy chưa? Đó, một cái cây bonsai kim quýt với mã số là 05. Với mã số 05 thưa quý vị các bạn. Với cái dáng đổ rất là đẹp thưa quý vị các bạn. À, trồng trong một cái chậu cũng rất là nghệ thuật, có hoa văn nè. À, thì cái chậu này có mặt khoảng đường kính chậu tròn khoảng 30 thưa quý vị các bạn, và chiều cao của cây bonsai kim quýt này khoảng 40 thưa quý vị các bạn. À, chiều cao khoảng 40 và tàn đổ 2 4 6, tàn đổ khoảng 60 ha, tàn đổ khoảng 60. Hành gốc nhỏ thôi quý vị các bạn. Hành gốc này khoảng khoảng 20 à. Hành gốc khoảng 20 nhưng mà có rễ rất là đẹp. À, có hơi rễ rất là đẹp. Và cái cây nó lắc, cái gì các bạn nhìn thấy là cái thân nó lắc ha. Rất là nghệ thuật ha. Cái thân nó lắc uốn cong rất là nghệ thuật thưa quý vị các bạn. Đó. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy chưa, rễ thân rất là nghệ thuật luôn. Đó, quý vị các bạn nào mà thích cái cây số 05 này thì cứ comment phía bên dưới, cây bonsai kim quýt nha quý vị các bạn, tàn chi cực kỳ hài hòa luôn thưa quý vị các bạn. À, đổ rất là đẹp. À, còn bây giờ trước mặt quý vị các bạn một cái cây bonsai rất là đẹp, dáng này dáng giống dáng văn nhân đó thưa quý vị các bạn. À, cây bonsai này kìa là bonsai sam ngọc thưa quý vị các bạn. À, sam ngọc thì trong video trước thì Thơm Anh cũng có quay một cái cây sam ngọc rồi đó, thì cây này cũng rất là đỉnh thưa quý vị các bạn ha. Cây bonsai sam ngọc với mã số 06, quý vị nào thích cái cây sam ngọc với mã số 06 này á, trồng trong một cái chậu cổ rất là đẹp nè. Đó. Thì cứ comment phía bên dưới và Thơm Anh sẽ gửi thêm báo giá cho quý vị các bạn. Cái phần lũa đây nè thưa quý vị các bạn, cái thân nó nè. À, cái thân nó rỗng bên trong cái phần lũa nè. Nhìn đã chưa quý vị các bạn? Đó, nhìn đã chưa? Đó. Dáng này cũng giống dáng kiểu như văn nhân đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Thì chiều cao của cây sam ngọc này khoảng 2 4 6 khoảng 60 thưa quý vị các bạn. Chiều cao mặt chậu từ mặt chậu cái cây sam ngọc này khoảng 60 đó. Và rất là hài hòa. À, quý vị các bạn nhìn thấy chưa? Rất là hài hòa và cân đối cây sam ngọc này. Quý vị các bạn nào thích cây sam ngọc này thì cứ comment phía bên dưới nha. Đã quá. Hôm nay quay toàn cây đẹp thưa quý vị các bạn. À, cây sam ngọc. Còn bây giờ thì trước mặt của quý vị các bạn đó là một cái cây với cái dáng thác đổ rất là đẹp. À, cái cây với dáng thác đổ rất là đẹp thưa quý vị các bạn. Cây này cây linh sam thưa quý vị các bạn. À, một cây linh sam với cái dáng thác đổ cực kỳ hiếm thấy luôn. Đây là cái tàn đổ của nó nè quý vị các bạn. À, quý vị các bạn thấy cái tàn đổ chưa? À, chi tàn rất là đều nhau ha. Cây linh sam thưa quý vị các bạn. Cây linh sam. Cái tàn đổ nè, nhìn khủng chưa quý vị các bạn. Đó. Tầm tàn đổ này chắc khoảng 1,5 m thôi thì các bạn. Tàn đổ này 1,5 m, 1,6 m. À, nhìn khủng lắm luôn. À, đổ ôm chậu rất là đẹp thưa quý vị các bạn. Ôm chậu ôm đơm rất là đẹp luôn. Thì cây này với cái mã số 07. Quý vị nào các bạn nào mà thích cây linh sam với mã số 07 này thì cứ comment phía bên dưới cho qua Thơm Anh nha. Còn đây là cái bộ rễ của nó nè. Bộ rễ khủng chưa quý vị các bạn. Bộ rễ cực kỳ khủng luôn. Đó. Hoành gốc khoảng 60 thưa quý vị các bạn. Hoành gốc khoảng 50 60 ha. Tàn chi rất là đều nha. Tàn chi cực kỳ đều luôn. Cực kỳ cân đối hài hòa. Còn đây là cái phần lũa nè thưa quý vị các bạn. Các bạn thấy phần lũa không? Quá kinh khủng luôn thưa quý vị các bạn. À, cây linh sam rất là cổ lão. Đây nè, lũa tới tới ngay đầu này luôn đấy các bạn, lũa tới đây luôn nè. À, lũa ra tới về tàn chính luôn, đẹp ghê chú vị các bạn. À, một cây linh sam rất là đỉnh, thác đổ đó, có 102 ha. Cây này không biết có đặt giải gì chưa, thì các bạn nào mà thích cái linh sam với mã số 07 này thì cứ comment phía bên dưới.
Đã quá thưa quý vị các bạn. Còn bây giờ thì trước mặt quý vị các bạn nó là một những cái cây bonsai rất là đỉnh khủng ở cái vườn này thưa quý vị các bạn. Và không chỉ ở vườn này mà khủng đỉnh ở cả Việt Nam mình luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Một cái cây sam núi thưa quý vị các bạn, một cây sam núi với cái dáng thác đổ ha. Cái chiều đổ này khoảng 1m8, 2m thưa quý vị các bạn. Cái tàn đổ khoảng 1m8, 2m á. Quý vị các bạn nhìn từ trên xài xuống sát cái đất. Khủng chưa quý vị các bạn? Kinh khủng không? Quá sức tưởng tượng luôn thưa quý vị các bạn. Trời ơi nó đẹp. Chào cho một cái chậu cổ. Tàn của nó là thưa quý vị các bạn. Tàn của nó là nhìn ngắt ngay con gà tây luôn thưa quý vị các bạn. Đã chưa? Khoảng 2 mét. Mét 8 2 mét cái tàn đổ này. Ghê chưa? Bây giờ là cái thân chính của nó là thưa quý vị các bạn. Cái thân chính cái gốc của nó là sam núi nha quý vị các bạn. Sam núi này cái hoành chắc khoảng 50 thưa quý vị các bạn. Sam núi hoành không 50 ạ. Kinh khủng chưa quý vị các bạn. Cây này với mã số 08 nha quý vị các bạn. Vì các bạn nào thích cái cây mã số 08 này thì cứ comment phía bên dưới và thông minh sẽ gửi thêm thông tin báo giá cho quý vị các bạn. Quá khủng luôn thưa quý vị các bạn. Quá xa ngoài sức tưởng tượng. Trời ơi, mỗi cây bonsai kìa. Nhìn không biết chán luôn á. Ghê chưa? Quá đỉnh thưa quý vị các bạn. Cây này thật sự là rất là đỉnh luôn. Rất là đỉnh luôn nha quý vị các bạn. Rất là đỉnh luôn. Còn bây giờ thì trước mặt quý vị các bạn đó là một cái cây bonsai mã số 09. Cây bonsai mã số 09 thì quý vị các bạn nào thích cái bonsai mã số 09 này thì cứ comment phía bên dưới và mình sẽ gửi thêm thông tin báo giá cho quý vị các bạn. Thì cây số 09 này là cây kim quýt thưa quý vị các bạn, một cái bonsai kim quýt. Phía gốc nó có một cái phần rễ và phần lũa. Cũng như ở đây có mấy cái đá nè, chèn được chèn vô. Rất là công phu, rất là đẹp thưa quý vị các bạn. Phần lũa của nó quý vị các bạn nhìn thấy nè, phần lũa nè. Đã chưa? Đó, cây này cây kim quýt. Chiều cao của cây kim quýt này nó khoảng 2 4 khoảng 60 thưa quý vị các bạn. Chiều cao từ mặt chậu kim quýt này khoảng 60 ha. Và chậu này có chiều ngang khoảng 40 và chiều dài khoảng 2 4 60. Chiều dài khoảng 60, 60 40 cái chậu này. Còn cái hoành của nó sau khi lũa rồi thì khoảng còn 40 thưa quý vị các bạn. Hành gốc khoảng 40. Đẹp ghê luôn thưa quý vị các bạn. Nhìn quý vị các bạn nhìn thấy chưa? Rất là hài hòa và cân đối cái cây kim quýt này. Quý vị các bạn nào thích cái cây kim quýt này thì cứ comment phía bên dưới nha. Và thông minh sẽ gửi thêm thông tin cho quý vị các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển lên phía bên này để quay cái mặt bên này cho quý vị các bạn xem nha. Quay cái mặt bên này cho quý vị các bạn xem cái cây kim quýt nè. Đó, quý vị các bạn thấy cái mặt bên này nè, đỉnh chưa? Mặt nào cũng đẹp thưa quý vị các bạn. Mặt bên kia thì cái phần lũa, mặt bên đây thì cái phần rễ và đế nè. Nè. Quý vị các bạn thấy không? Khủng chưa? Lũa nè. Phần rễ nè, rễ thân của nó nè. Cây kim quýt quá đỉnh thưa quý vị các bạn. Dáng trực ha, rất đẹp. Quý vị các bạn nào thích cây kim quýt này thì cứ comment phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì trước mặt quý vị các bạn đó là một cái cây bonsai, một cái chậu bonsai thác đổ nữa thưa quý vị các bạn. Thì cái chậu thác đổ này cũng là cây bonsai linh sam luôn. Bonsai linh sam luôn. Hồi nãy cây số 8 thì quý vị các bạn thấy cái tàn đổ nó khoảng 2 mét đúng không? Thì cái tàn đổ này nó khoảng 1m2 thôi quý vị các bạn. Tàn đổ này nó ngắn hơn. Tàn đổ này nó ngắn hơn cái cây số 8. Nhưng mà nó cũng rất là đỉnh thưa quý vị các bạn. Bonsai sam ha. Bonsai sam cũng rất là đỉnh luôn. Một trong những cái cây mà phải nói ở Việt Nam mình có phải trầm trồ luôn chứ không riêng gì ở vườn này thưa quý vị các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Quá đỉnh luôn thưa quý vị các bạn. Sam núi thác đổ ha, trồng trong một cái chậu cổ.
quá quá xa tuyệt vời thưa quý vị các bạn. Tàn của nó nè, tàn chi của nó nè, thân của nó là quý vị các bạn nhìn thấy không? Đó, rất là cổ lão ha. Và cây này là cây số 10. Quý vị các bạn nào mà thích cái cây số 10 này thì cứ comment phía bên dưới nha. Sam Thác Đổ ha, trồng trong một cái chậu cổ rất là đẹp thưa quý vị các bạn. Chiều cao của cái cây này tính từ mặt chậu lên khoảng 50 thưa quý vị các bạn. Chiều cao khoảng 50 nha. Chiều cao khoảng 50. Và hoành gốc thì chắc khoảng 40 thưa quý vị các bạn. Hoành gốc cây cây sam này khoảng 40. Ồ. Sam mà ra được như thế này thì không hề đơn giản thưa quý vị các bạn. Quá đỉnh luôn. Và cây số 10 này là cũng là cái cây kết thúc cái video này rồi. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Quý vị các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Hoặc là nếu có thời gian thì quý vị các bạn bấm xem những video khác của kênh Quả Thơm TV. Một lần nữa thì Quả Thơm Anh chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo.